hồi xuân chị cho em 50 ngàn như vậy. Em nhớ là bạn này ta. Ồ, nhớ nhầm người không mà em. Tiền á. Nhớ nhầm người không? Còn chị nào nữa không? Còn nhiều lắm chị đó không? Chị này à. Chị không. Ồ, bữa đó chụp hình. Chụp hình lấy một khác người đúng không? Đúng rồi, khác người. Đúng rồi. Đúng rồi chị, đúng rồi. Không thể thoát đâu con trai ạ. Vậy là bữa em nằm ở đâu rồi? Cái bàn đầu tiên, cái bàn thứ hai á. Cái giường thứ hai á. Giường thứ hai. Dạ. Vì tưởng là cho tôi tự đưa lên thớt không. Hình như là con bé này. Ừ, chén là ăn vừa rồi. Vừa miệng rồi. Hay là chơi nhà chầu đến mấy đứa. Chén anh có đi được không anh? Có mấy cái nói chuyện đó mà lớn chứ. Ý là nhiều quá, bít bớt đi hả? Cầm đi chị chút luôn đi. Thank you.
Sống chịu hết rồi, sống nóng rồi. Thì giật nó. Ôi ơi. Chị gì dữ vậy? Có tăng quá. Tăng như vậy tăng luôn nha. Tìm vật thổi gì vậy anh chị em? Tăng luôn nha. Mai mốt chị đi chưa? Chị... Không bỏ hết rồi. Này không bỏ hết ta đừng cho nó hỏi luôn hết trời. Em chưa đi biết. Em đang làm gì đi kia? Đâu rồi? Đang nói xấu ông Johnny Đặng đúng không? Tao bên này thì lừa cho thoải mái rồi ta ném cức ném bồ vô đồng bào mình rồi ta mình nhiều chuyện đó là quên chờ nhảy múa chờ sẽ hỏi là tại sao cái kênh YouTube của mình và của anh ta lại bật hình ảnh xóa lẫn nhau. Thì thật sự mình giải thích cho bạn dễ hiểu gì luôn, là mình phải ép buộc anh ta xóa hình ảnh của mình trên kênh YouTube của anh ta, chứ anh ta không tự nguyện xóa video của mình trên kênh của anh ta nha các bạn. Tránh bú liếc bài bản đó cho bạn nhận dung như bữa mình đi chơi.